tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ, xem đi xem lại vẫn không nhịn nổi cười. Cũng là gội đầu mà dầu gội thì chắc đầu sạch sẽ ha. Người đen. Ôi thôi, gặp ghế. Trên sân khấu rồi nè, quẩy thôi. Chả mấy khi được thể hiện phải bung lụa liền mới được. Trời ơi. Trời ơi. Ê chà, ăn trưởng nè. Rồi rồi, mộng năng quá, đứng không nổi. Diễn cho ác rồi ngồi chờ người ta kéo vậy nhóc con. Chịu nghe. Ngon quá vậy, phải cho mới được. Nghĩ cái gì mà dễ ăn vậy hả mèo? Mò đi nghe. Sửa xe tay nghề xịn quá vậy. Sửa làm sao mà xe xì khói luôn vậy? Làm tóc sao cho ấn tượng với các em buổi đầu hẹn gặp. Và đây chính là đây. Trời ơi, đẹp trai nổi nhất quán luôn kìa. Mình không có ăn được thì mình cho bay luôn kiểu. Anh trai đang biểu diễn hăng say thì bất ngờ tắm bồn luôn nghe. Ừ, trời ơi, nhìn cô con đúng là sang chấn tâm lý ha. Bào mẹ phun người luôn kìa. Càng nhìn là càng muốn xỉu ngang nghe. Ê dạ dạ. Chìa khóa cổng cái nhà lá giường kiểu. Trời ơi, linh trời. Cũng là gội đầu mà nó lạ lắm. Trời, đi gội cho nó thư giãn mà gội xong chăn tiền đình luôn quá. Chị gái định ngồi xuống thì sụn cái lưng rồi. Quẩy lên anh em ơi. Cứ mà cái điệu nhảy nó kiểu. Con đang dưỡng trắng nè má mày. Rồi xong. Nhìn cái bãi chiến trường đúng là khóc phép nha. Báo quá trời báo rồi. Người đen. Các bạn không có muốn ăn nữa thì. Ê chạy ra. Không có được, bất kể chứ. Chà, có cái lửa dài thì cũng vậy thôi. Vẫn cứ là nhịn đói vậy đó. Chân dài miên man, đam mê là không có phân biệt tuổi tác nha. Ôi thôi, hất quá đà mất tiêu rồi. Mèo mới vươn dài cái, ai có vẻ. Rồi xong luôn. Ngủ nhưng mà việc ăn vẫn cứ là ăn ngàn. Tôi là trời, chị chịu ơi. Ôi chà, ông làm bố ta hơi lâu rồi đó. Đến với người đàn ông thông minh nhất năm là đây. Cái chỗ nào đổ bê tông thì anh phi vô. Vậy mới hay chứ. Ủa da, không sao, té quen rồi. Ú nu nên không có việc gì hết trơn á. Nhiều mỡ một tí cũng có lợi ha. Nhắc chó làm sao cho an toàn mà nó lạ lắm. Ôi trời ơi, bê nguyên cái chuồng đi luôn kìa. Trời ơi, trời. Ý, váy tung bay hả? Nhìn các bà các mẹ múa hoài mà tới cái lúc nhóc con thực hành thì có chút sai sai hả? Coi con nè. Trời ơi, lợi hại chứ kìa. Mời đến. Sợ mở bắn khi chiên bánh thì hí, đồ nghề siêu an toàn nha. Nhà có cái chổi quét nhà mới kiểu.
bà chị ăn rõ ngon mà không có sơ múa được miếng nào hết trơn á. Bà nói nó tức cái lòng ngực ghê chưa. Hai, ba, tụi mình cùng ngửa và cái kết. Té vú vô vội cặt cụm mồi. Ờ, gái xinh đi qua kìa. Wow, mới bé như vậy mà biết ngắm nghía mỹ nữ rồi. Ừ, hỏng, hỏng thiệt. Bộ bộ mới nha, bo kem massage mặt kiểu. Ngủ giấc buổi trưa mới tỉnh thì ôi, liêu xiêu cả người. Hôm nay á, em cho anh ăn canh vịt hầm nha. Nó hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Oh my god, đi mà làm món canh sơn hào hải gì mà chị nấu cho chồng á hả? Chết mất rồi, trời ơi, nào có cái gì đâu, xung quanh bé vịt toàn là nước với vài cây nấm thôi à. Đã vậy còn là vịt đồ chơi, hàng nhựa. Không có biết là anh chồng khóc hay là cười chan nước mắt đây ta. Khi thế hệ Gen Z lần đầu là mẹ kiểu. Trời ơi bà, tóc mù. Đã là mẹ rồi nhưng mà vẫn thích trở về tuổi thơ cởi chuông tắm mưa nên là kéo đồng đội con mình nhầy luôn nè. Chơi này vui lắm nè con. Mình chơi cái trò đóng vai cá mập bơi tung tăng bể nước nha. Khoan khoan, từ từ, dừng hình 3 giây coi. Mẹ đang cầm cái que ra kìa. Xong, anh chồng mang ra cho hai mẹ con luôn cái que để chuẩn bị ăn đòn này nha. Vừa mới thả rồng cho trai yêu và cái kết. Xong con ông luôn rồi, tha hồ mà giặt nệm nha mẹ ơi. Nhìn vậy là biết ông nhỏ ổng phóng cái dèo cái bắn đi xa dữ như nào rồi ha. Chị mẹ chắc kiểu. Lúc si thì nó đâu có chịu tè đâu. Khổ thân tôi chưa nè. Công quý cờ hó đang ôm mộng đẹp á thì. Trời ơi. Ơ là nước trời sập trúng tôi rồi. Con cờ hó cuốn quá làm cái bụp vô cái xe máy luôn. Tuy là quảng ra mặt nhưng vẫn cố mà chửi cho đã cái nư. Đúng là cái đồ ăn không ngồi xuống à, ngủ cũng không có yên. Khi đi du lịch cùng nhóm bạn vào ngày cuối tuần á thì. Trời đất ơi, sao có cả đàn bò nằm trên ên giữa đường vậy trời. Sao đi tiếp được đây? Mấy em bò kiểu. Đường này là của tao. Muốn đi qua đây á, phải xin phép anh em tao. Thôi, mấy chị đừng có bất công đôi co với mấy em bò này nữa à nha. Lựa mà qua thôi chứ còn đứng đó làm gì nữa trời. Ba ngồi chả có khí thế gì trơn, phải giống như con đây nè. Ây da cha, bé tí bé teo mà biết đến khí chất rồi hả? Nhóc con ngồi có khác gì ông ba đâu cái chứ. Mỗi tội là biểu cảm phong phú thôi à. Nhìn không có ra khí chất gì hết trơn trời á. Chị thấy thanh niên tí hon còn phụng phịu hơn cả anh ba nữa. Chịu chết á. Ây da, các mẹ có thấy con mình cứ bị y sao bản chính không à? Như kiểu mình để thuê vậy á. Nếu có thì nhớ comment kể cho kênh chúng mình lắng nghe nha. Tung tăng trong rừng thì thấy chính mình và cái kết. Trời má ơi, hú hồn chị mán luôn à, làm tao hết hồn luôn á. Ê
đất ơi, em gấu nhìn thấy mình trong gương thì cũng giật bắn cái mình luôn. Má còn tưởng là gặp đối thủ nên là ra sức đánh nhau nữa chứ. Đúng là muôn vàn tình huống hài hước trong cuộc sống là đây chứ đâu. Ông bố ở nhà để trông con gái Điệu và cái kết đắng lòng đời sai. Bố không có chịu hợp tác cho con Trang Điểm nè. Trời đất ơi, bà sợ bố không có chịu nghe lời nên gọi FaceTime để ông nội báo kê luôn kìa. Khi ông nội có đứa cháu sai với cái đôi bàn tay vàng y lai. Wow, con nhóc khéo léo chưa kìa. Đường dưa chuột và nho để xếp thành cái hình cá sấu với ếch ộp. Trời ơi, trông nghệ thuật ghê luôn á. Đúng là rạng danh dòng họ nhà ta mà. Không có nghịch đất nữa, cô giáo tới kìa. Ôi trời ơi, thằng nhỏ sợ cô giáo một phép. Cô nữa vừa nhắc một cái hả, đang nghịch mà cô cậu dừng lại liền. Cái mặt lấm lét như bị bắt quả tang ha. Dùng đủ biện pháp không có nghe thì nhắc tới người mà nhóc sợ nhất thôi. Một cách trị nhanh gọn nhẹ ha. Ê anh ơi, từ từ em đi qua cái đã ngang. Ê, nhỏ này được nè, mình cũng đi theo luôn chờ. Do bất ngờ. Ô là trời, ông tài xế nhắm đúng cái lúc bà đi qua thì mới đâm tròn cái hàng, sao mà đúng lúc vậy trời. Ủa alo mà anh, mắt kém thì cũng phải thấy mờ mờ chứ, bực bội à. Ủa là la, các bạn thích nhất là tình huống nào trong ngày hôm nay nào, cùng comment bên dưới video này nha. Chị vợ đang ngồi xem phim cùng mẹ và các con thì anh chồng lại hất nhẹ cái cho chị té ngã chồng gió lên trời luôn. Xin vĩnh biệt phụ. Thấy vậy thì ba mẹ và con nhỏ đều vội bỏ đi luôn, để lại nguyên cái ông chồng với một vẻ mặt hoang mang khó hiểu. Lần này ông chết với tôi nghe chưa, tôi này xác định là nằm gầm giường luôn nha. Một chiếc xe hộp thời hiện đại kiểu một mình ta đây chuyển đây nè, mấy đống xi măng này ha, nhầm nhò gì chứ ta, hãy xem ta đây. Bởi ta nói cố quá thành quá cố luôn vậy kìa. Thôi thôi anh ơi, cho em xin nữa, có thì mau mau gọi xe kéo tới chứ ngồi đó mà cố gập ga chắc tới sáng mai quá à. Rồi sẵn thì xe kéo luôn tới gara để sửa luôn á nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải chụp hình selfie trái tim thế nào. Và cái kết u là trời luôn. Sao kêu là chị em sinh đôi thì tâm linh tương thông đồ lắm mà. Mà chị á thì dơn kiểu cho cái ta lên đầu tạo hình, em thì cứ láo ngáo ngơ ngác mãi chả có ra cái dạng gì trơn. Trời ơi, chán thiệt chứ, bỏ đi chứ chụp chuẹt gì nữa trời, chả có ăn rơi với nhau được miếng nào luôn á trời. Ai gu. Cậu bé thấy trái dưa để trên bàn liền chạy lại, dờn qua dờn lại vậy đó. Và cái kết xin vĩnh biệt phụ. Rớt xuống rồi con trai ơi. Nhưng mà không có hề sợ sệt gì nha. Ông nhỏ chạy lại tính là chơi tiếp á, thì phát hiện ra dưa nứt ra mất rồi. Đúng là ý trời luôn. Thôi thì bữa ra ăn luôn chứ làm sao. Khi bạn đang thất kinh nhưng mà chưa đăng cái clip nào cả ngày lên mạng xã hội đi like. SOS, SOS, cái này là em tự nguyện làm đấy nha. Nếu mà ai xem được thì tặng cho em một like và một lượt theo dõi cho em vui nha. Nha nha nha. Chị gái mở thang máy kiểu bà đứng cái thế vậy á, giận nội công y như là phim kiếm hiệp luôn. Dạ tèn tè tèn. Ê, sáng mắt chưa mấy cân? Trời ơi, coi bà hãnh diện đi vô kìa. Đó là vậy chờ mở cửa ra mà có nguyên cặp mắt đang nhìn thì có mời quê nha.
Rồi tiếp theo, chị gái này vừa mãi lướt cái điện thoại nên không để ý là cây ATM nằm đâu và cái kết. Trời đất ơi, cà thẻ cho bụng ta mới chịu hả bà kia? Mặt ông kia kiểu... Ui trời, cà vậy chắc tôi nhả được tiền cho bà xài chắc. Một pha xin tiền, gợt nước mắt. Ông ăn xin thì gõ mỏ tụng kinh. Còn bà chủ quán thì đuổi không có nổi nên bà giái lại ông luôn. Ôi, tôi lại ông luôn á, ám quẻ vừa vừa thôi, quán còn chưa mở hàng nữa. Thấy bà xua đuổi ác quá nên ông cũng thương tình mà chuyển qua nhà khác. Xin chị luôn á, cái áo này em mới mua nè, tẹo tèm tí nữa là áo em rách hết. Mấy mà bà chị mau quá nhờ. Rồi lên người ta nhúng cho muốn văng ra ngoài. Lại kiếm áo em sai nữa. Rồi tẹo gì cũng rớt đầy. Kiểu gì thì cũng té đau chứ đền tiền áo là cái chắc rồi. Ham hố cho lắm ha. Khi đứa bạn thân bị chó cắn kiểu... Thay vì để chó sủa mình thì bà sủa lại chó luôn. Ê, mày giỏi hả? Mày nhào vô. Tao không có sợ đâu à. Bà còn cầm cái cành cây mà nhử nó nữa chứ. Rồi để tao coi đứa nào to mồm hơn, rồi đứa nào trụ lại được lâu hơn ha. Gái xinh lần đầu xuống hồ và cái kết. Ê, cái con rùa kia, mê gái quá vậy trời. Hay là xin cái bám dài hơn đĩa luôn chứ. Em gái tính xuống bắt cá thôi mà ai về đâu, bị con rùa nó theo đuổi vậy luôn. Ê, cái con quỷ này, nhả áo tao ra coi, có ai không, cứu. Anh trai áo hồng hẹn người yêu ra ngoài nói chuyện tình cảm lứa đôi và cái kết. Cái chuyện gì mà chu mỏ kỳ vậy cha nội? Chị gái áo đen lẻ qua chặt cái tay ổng cái búp, làm cái mặt ổng cắm vô song sắt luôn. Đùa nha, méo mồm nhanh say. Yeah, lên nè, lên nè, lên nè, lên nè. Dạ dạ, chị gái kiên nhờ. Dạ, con bé nhựa nhảy sung điên từ cái đất luôn. Rồi đó, cái quả báo tới liền nè. Ngã sóng xoài luôn chứ làm sao. Họ mà không có quần áo bảo hộ tí nó lộ hết cả rồi. Ui, thằng máu lắm ha. Nguyên rạp nhìn vô kìa. Quê đỡ muốn kiếm cái lỗ chua chưa. Đã ế nhưng lại ham hố mấy cái trò ố về. Biểu sao, chả có anh nào thèm dòm ngó. Tưởng rước được vợ từ bệnh viện tâm thần trốn về cũng nên ha. Còn đây, họ ơi, đã bảo là không có muốn chôn chĩa của nhà người khác rồi mà xoài nó cứ mời gọi tượng răng vậy, sao chịu nổi. Thôi thì xin phép làm người xấu một bữa nữa vậy. Thời tới, thời tới, triển thôi. Chị vợ thấy má chồng mình đáng yêu quá nên bỏ tiền cái chân nhẹo tròn cái. Đang làm cái quái gì vậy trời? Anh chồng chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng mà đến cái lần thứ ba á thì... Ây da da, ấy da da. Cô con gái cầm gặm luôn. Ai biểu cái tội trắng màn hình của ta đang xem nè. Boss ơi, mình chơi xếp quân cờ như vậy nha. Cứ xếp dần dần vậy đó. Cao ghê chưa? Thằng này chơi được dữ ta. Không thể nào để như vậy được. Dạ cái kết. Bao nhiêu là công sức đi tông luôn rồi. Cái thứ gì đâu á, thấy người ta làm được cái quạo rồi phá đám vậy đó. Ghét ghê á. Đang đi thì gặp chở gàng trước kiểu. Không biết sao mà hai em gà lại tẩu thoát ra khỏi lòng mà đứng ngang nhiên chễm chệ vậy kìa. Nó mà bay đi hả là tài xế mất ăn luôn nha. Ê bạn, giờ có nên nhảy xuống dưới chơi không ta? Chả mấy khi được ra phố nhìn vậy mà. Mang ghẹo người yêu quá đà. Ê, đố lên xe được nè. Sau một hồi mãi mà vẫn chưa lên được xe, chị gái chuẩn bị lên cước với ông người yêu á thì...
Hê hê, không có chê anh nghèo thì lên xe anh đèo. Và thế rồi ông anh mất người yêu luôn. Có không giữ thì mất luôn nha anh trai. Còn đây, anh trai tràn đầy hứng khởi vì câu được một em cá siêu to khổng lồ, vừa khích một cái nồi cá chép om dừa, đang khệ nệ bế ẻm lên bờ thì bất cái ngờ. Hay da, phép thuật quên biến hình, tưởng bắt tôi mà dễ hả? Mơ đi mơ đi. Vậy thôi, miếng ăn tới miệng mà còn tuột mất đi nữa, chán ông anh thiệt luôn á nha. Thấy cô gái đang mãi ăn, ông chú ngồi phía sau tính là thò tay qua móc trộm túi á ti. Chị chủ quán đang lau nhà trông thấy bộp cho một phát vô đầu luôn. Thế ổng vẫn tiếp tục làm, bà làm cho ông phát bộp thứ hai. Đến cái lần thứ ba thì cô gái kia phát hiện ra, nhảy ra tát trọng thêm mấy phát nổ luôn. Đây nè, ông chú đang rón rén chở bình ga về nhà thì bỗng anh say kia làm nổ quả bóng bay là bóng chú hết hồn, thả cái tay ra luôn. May mà mình chưa có nổ chứ không thì cùng ngắm gà rồi nha. Ông chú đầu trọc trong cái lúc đảo bún không có để ý, rớt nguyên cái hột trứng cốt luôn. Ông bạn kế bên thấy rõ luôn nên đếm đủ 3 giây, thương cơn cái nuốt luôn, để lại ông bạn ngơ ngác với cái bát mì. Ủa, nãy con thấy nó nằm trong này mà ta, ảo dữ trời. Bữa sáng đầu tuần luôn là bữa sáng mệt mỏi nên là đừng có làm cho nó mệt mỏi hơn. Chị gái kia gõ vô cái chai tương cà dài phát rồi quất một đường nhẹ. Rồi cái bà chị gái lượm bả mà muốn chá cả con mắt ra luôn á. Thì ra là mày chọn cái chết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống. Ha, thả tao ra coi, tao không có muốn trượt với mày đâu. Sao tưởng thông mà dễ hả? Ơi, đâu đần ơi, anh chủ vẫn là ô mày lăn từ trên xuống dưới đó chứ. Không có vậy đành đành tôi sắp chết là giờ phi êm đềm xuống dưới rồi. Mắc cái gì mà sợ dữ vậy? To xác mà tâm hồn yếu đuối mỏng manh vậy đâu luôn á. Chị gái đang đứng xếp hàng đợi mua đồ thì ố kìa. Mốt quá là mốt rồi nha, bả mặc áo ngược tem mát lộ ra ngoài trơn trọi luôn rồi kìa. Hay da, xì tay này cũng lạ quá à nhan chị, tự tin chị ngút trời luôn kìa trời. Thôi mà, chị đẹp thì chị mặc gì cũng đẹp hết trơn á ha. Còn đây, khi trẻ nhỏ có kỹ năng uống sữa điêu luyện kiểu... Vừa mới để cái bình sữa ở đây thôi mà nhỏ gấp một đường cơ bản bằng chân luôn. Đói thấy mấy ông trời luôn mà mãi không có được ăn. Thôi thì tự thân vận động chứ mong đợi gì nữa. Thiết bị hiện đại thời nay rất chi là xịn sò đó nha. Và bất ngờ chứ nè. Ủa la la, quạt sữa ấm nóng quá thì cũng mang ra mà rang đậu được ăn nghe. Quá ư là tiện lợi rồi, thiệt là sáng tạo quá đi. Nhớ học hỏi để tiết kiệm nha quý vị ơi. Ba mẹ đang vui vẻ gấp quần áo á thi. Hả? Trời ơi mèn đét ơi, mẹ hăng say bao nhiêu thì con cũng nhiệt tình bấy nhiêu. Mẹ ngồi tung hết quần áo ra mà bà mẹ không có biết gì luôn. Con cái nhường vậy hả, chắc mấy chốc là tăng xong luôn quá. Khi bà mẹ có đứa con trai đam mê nhảy nhót đi lai.
Ông thì nảy trái, nảy phải. Cái khối vũ công nghiệp dư luôn nha. Chỉ muốn đội quần thì lượng thay cho ông con trai xì tin này luôn á. Chị gái xinh đẹp biên tập viên đang chuẩn bị ghi hình và bất ngờ. Ủa trời ơi, ủa trời ơi, mất hồn nha chị gái ơi. Cái quả khẩu gan cuối thiệt này làm tôi choáng quá đi. Không phải nha. Thì ra là bả đang ăn cái món gì mà khủng khiếp quá vậy trời. Rồi rồi, tiếp theo. Khi chị ấy bị thần ế chiếu cố lâu năm thì... Bà chị bả hôn bé heo hoài luôn à nghe. Em heo giờ đây đã biến thành người yêu của bả luôn rồi. Cơn mưa hôn khiến em heo phê chữ E kéo dài luôn á nha. Này thì gọi đầu ha. Mừng mừng. Nhìn mà ngứa cả mắt. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chúc ta kiểu gì vậy gấu ơi. Qua bọc thân đầu bằng một lần mòn. Áo của ổng biến thái với dơi xồm dữ rồi trời. Tí ổng mà biết thằng Liên nàng chóng nữa, tay đuổi cho công mong chạy té khói bây giờ. Cái tội mà chơi ngu là không có ai cứu được đâu nghe. Lời cảnh tỉnh của các chị em hay mua đồ trên mạng đây. Chị gái dậy sớm nấu cho cái món bún mọc trên chiếc nồi xịn mới tậu. Nhưng mà chưa có kịp ăn thì đã phải bỏ đi. Cái nồi dở tâu ngay trên bếp luôn cả trời. Mai mà vẫn gỡ gạt là được cái miếng mạch ha. Ông bố trông con ngủ quên thì bỗng giật cái mình thon thót vậy. Cơ mà đã trễ quá rồi. Trời ơi. Cô nhóc con đã kịp xử lý hết hộp sữa bột. Chỉ còn dư giấy trên đợi một xíu thôi à. Bác uống kiểu này đã làm sao. Cơ thể nó cứ kéo nè. Uống nhận không ghê nè. Má mày ơi, cứu con. Ăn chưa có đã gì hết trơn á. Chỉ là cho con uống sữa mà ông bơ làm gì vậy. Chắc con ngủ ngay. Con đối cả họng ra luôn kìa. Tình sữa thì ta nói dí tận cái má nó luôn. Biểu làm sao của cậu trả trưng cái ánh mắt kia ra. Thiệt luôn á. Giao cái việc chăm con cho mấy ông bố trẻ đúng là giao trứng cho ác luôn mà. Con thấy tội dữ dằn luôn á trời. Hình ảnh chị gái đang trượt dáng rất ư da này nọ. Bất cái ngờ. Trời đất quỷ nào ngờ, bà mất thăng bằng bé dập cái hán luôn kìa quý vị. Còn chiếc dáng thì đã nằm gọn dưới đáy hồ luôn rồi. Hú hồ bà nghe, xíu nữa thì chị cũng được ngắm rong reo dưới hồ rồi phải không? Mày vừa ăn, mày vừa giải quyết đó hả? Chị áo đỏ giật mình, dạ thì... Kéo tao lên với cậu. Bà mất thân bằng nẹt cái mông trong miệng lưu luôn mày kìa. Trời ơi, lần sau thì bớt ngựa ngửa lại giùm tôi cái nghe. Tránh ra mở đường cho chị coi nào. Chị ấy xuất hiện tung một cú nhảy xa qua con suối giờ cái kết là trời má ơi, qua tới nơi còn chụp ếch nữa là sao? Bạn suối đã ở phía sau, còn mặt bả thì nằm dưới đất. Ôi, con sông quê, con sông quê. Con ơi, quê này tụi em nó kéo dài cả cái số luôn đó nè. Còn đây, bé cờ hóa trắng đang ôm mộng đẹp về những miếng sườn ếch thì... Trời ơi! Vậy đi bạn ơi, ngủ quá giờ trưa không có vào nổi đâu. Con mẹ quay đầu lại thì chạy muốn rớt cả hồn luôn. Đau mắt vậy, hồn ác dễ sợ luôn á. Ai làm gì ông mà ghẹo, bực gai à. Khi âm nhạc đã ngậm vô máu và lỡ dùng thuốc hơi quá liều ác thi. Trời ơi.
gặp ở đâu thì ta bay tới đó. Ba chỉ dừng xe múa mái như một nghệ sĩ chuyên nghiệp ngoài phố luôn nha. Lãnh Thiên Đình là Lãnh Thiên Đình, hết sập sinh thì chị bình thường, mà bình thường thì chị lên phường à nhiên. Rồi tiếp theo, lần đầu nhìn thấy chân gà và cái kết. Kỳ vậy ta, sao mình không có làm được cái dáng tay được giống như vậy nè. Con nhỏ ăn thì không có chịu ăn, cứ ngồi dậy rồi chừng nào mới xong bữa đây trời. Phận làm chân gà cũng không có yên được nữa. Hai bà thím đang đỡ khay bánh vừa ra lò và cái kết. Xin vĩnh biệt cô. U là trời, phải chăng là trọng trách quá là lớn nên hai bà thím tiện luôn cái khay bánh chấm đất luôn. Lát nữa ai mà ăn thấy chị đậm đà hơn bình thường là coi chừng à nha. Rồi tiếp theo, hai bà cô lần lượt bước ra đầy kiêu hãnh bất ngờ. Trời ơi, đâu tường mới làm nó bay rồi xong. Hai bà góp phần tạo nên một kiệt tác nghệ thuật trên nền xi măng luôn. Bèn này tha hồ mà hát xì đánh bay cả mũi vì bị người ta chửi vốn nha mấy bà cô ơi. Mở đầu là anh trai đang hối hả dán cái thùng sơn về nha, và cái kết. Trời ơi, cũng may là trượt chân nên phát hiện ra đó nha. Chứ không hả, về ông chủ quánh cho xịt khối nhanh dai ơi. Thôi thôi, quay lại mua cái thùng sơn khác đi chứ, đứng đó làm gì nữa trời. Hai bà cháu đang tập luyện thể dục thể thao cho thật khỏe khoắn. Cô cậu công dân mãi mà không có chịu đánh. Đánh trao mới thắng được bà đây ba. Giờ cái kết. Trời ơi, nay tôi dụ bà mệt nè, bà quăng luôn cây vợt luôn. Trời ơi, bay luôn đi con. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào, xin chào.